Vâng, đây là cái video nói về mít thì bà con chúng ta thấy camera đang quay cây mít và em cũng đứng bên một cây mít ở một cái góc khác để quay cho bà con chúng ta, nói chuyện với bà con chúng ta xem. Đây là một cái vườn mít mà ruột đỏ siêu sớm và siêu trái ở tại Tây Ninh. Sau một cái thời gian làm bông làm trái, trái chúng ta là nó cũng đã ra rất là nhiều. Cái khúc này bà con chúng ta có thể thấy là hình thành tiễn bỏ bớt rồi bà con. Đây bà con chúng ta thấy này, trái rất là đẹp, phải không? Trong cái giai đoạn này là đang nuôi trái thì mình cũng lên đây hướng dẫn cho ảnh. Trước đây là hướng dẫn cho ảnh qua điện thoại thôi, về cách làm bông mít, làm trái mít như thế nào để ra đồng loạt và bán vào tháng 2 nghịch vụ. Thì bây giờ chúng ta có thể quan sát, chúng ta xem một chút xíu, đi theo cái bước chân của mình nha bà con. Thì trong cái thời gian làm bông mít á, thì nó cũng có gặp những cái tình trạng mưa rất là nhiều, mưa đêm mưa ngày và mưa xối xả luôn. Bây giờ chúng ta thấy những cái trái mít là ảnh cũng tiễn lựa rồi, cũng coi video cũng nhiều. Tuy nhiên là tiễn cũng chưa tới tay, phải không bà con? Tiễn nó cũng chưa phê, đúng không? Như cái trái này này đó bà con đó, mình cũng mạnh dạn mình cắt cái trái này, nó cũng xấu đó bà con nha, tầng ong. Rồi trong cái giai đoạn mà làm bông làm trái á, mít nó ra dữ không anh? Ra dữ thằng luôn ấy. Đây là mình đứng ở trên cái khúc bờ mương này, mình đi vừa review cho bà con chúng ta xem một chút xíu. Đây chúng ta đi nha bà con. Thì cái cây vườn mít này là ảnh trồng sen với sầu riêng, thế nên là ảnh cũng bấm cành bấm đồ hết, những cái tàn đồ ra là ảnh bấm. Cây này là trồng 2 năm rồi nha bà con nha. Rồi chúng ta có thể quan sát một chút xíu là đây nó ra bông nè. Đó là còn những cái cành nào á nó ra phải nói rằng khủng khiếp, nhưng mà nó có một cái là khuyết điểm là sâu rầy nó hơi nhiều. Thì vậy bây giờ bà con chúng ta là phải quản lý sâu rầy, và trong cái giai đoạn này là chúng ta lưu ý nha bà con, chúng ta lưu ý về cái vấn đề sâu rầy, nhện đỏ, rệp sáp là những cái đối tượng gây hại mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây, và chúng ta phòng bị nó luôn nha bà con nha. Rồi chúng ta đi tiếp tục để chúng ta nói về cái vấn đề làm bông làm trái, làm sao chúng ta làm được ra những cái trái mà nó ra đồng loạt như thế này. Thì thường thường á bà con chúng ta thấy rằng là vào cái mùa mà mùa nghịch á thì bán cái giá nó cao. Cái mùa nghịch á là chúng ta bán giá nó cao. Đây bà con, như thế này là chúng ta bán lọt vào tháng 2 rồi. Tháng 1 tháng 2 rồi. Có những cái trái nào xấu quá thì chúng ta bỏ. Trái này về sắc rau ăn là được rồi. Trái này đẹp nha bà con chứ không có xấu đâu, nhưng mà nó bị méo quá thôi, bỏ nha bà con. Đó, đây này, nó bị méo mó quá, chúng ta nó nhiều quá là chúng ta bỏ bớt. Đây về sắc rau ăn. Thì bà con chúng ta lưu ý trong cái giai đoạn mà còn nữa này bà con nhìn thấy này, còn không, còn trái này, còn tuyển thủ không này. Thế nên là chúng ta giữ lại những trái nào ưu tú nhất, những tuyển thủ quốc gia. Còn mấy ông nào dự bị thì chúng ta bỏ bớt tại nó nhiều quá. Bà con qua đây bà con coi này, rất là nhiều. Trong cái giai đoạn mà làm bông làm trái là tiễn là anh bỏ cũng đầy mương rồi, bây giờ mình còn giữ lại tiễn thì ít nhất cũng còn nhiều lần nữa bà con, tiễn nhiều lần nữa chứ không phải là tiễn là một lần đâu, nhiều lắm bà con. Hồi qua bên đây nữa đây bà con, tiễn bỏ đầy gốc luôn bà con. Đây mới tiễn đó bà con, mới tiễn méo mó rồi chúng ta bỏ. Còn qua bên này bà con thấy này, đây là ngộp trời ngộp địa luôn. Đây tiễn này, mấy anh em là thi nhau tiễn cái cây mít này như tu nữ á. Đây tiễn này bỏ đầy gốc hết, còn ở trên cây chúng ta còn rất là nhiều. Đây, bà con chúng ta quan sát còn trên cây rất là nhiều. Qua bên này quay thượng sáng cho bà con chúng ta coi một chút xíu nữa này bà con. Phải không? Rồi thì chúng ta có thể nhìn thấy như thế này là ổn rồi bà con. Vậy bây giờ chúng ta quay trở lại cái chủ đề là làm sao làm mít nó ra bông đồng loạt như thế này. Thường thường thì bà con hay nói rằng là mít á, thì đâu cần phải làm bông nó cũng ra, đúng, nhưng chúng ta muốn làm đồng loạt và chúng ta làm nghịch vụ. Vậy cái điều kiện nào để chúng ta làm bông đó thì cây chúng ta phải đủ tàn, đủ tán, khỏe. Thứ nhất là khỏe đã, là cây chúng ta ít nhất là phải hơn 16 tháng thì chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu vào quy trình làm bông mà chúng ta tính. Chúng ta muốn bán vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì chúng ta sẽ trừ ngược trở lại 6 tháng. 6 tháng là 5 tháng đó, từ lúc nó nhú cái cựa gà, nhú cái bông ra đến lúc chúng ta bán là 5 tháng. 1 tháng chúng ta cộng vào chúng ta làm bông nữa. Thậm chí điều kiện bất lợi chúng ta có thể cộng luôn 1 tháng rưỡi nữa. Chúng ta tính toán làm sao đó, chúng ta chắc như bắp thì chúng ta tính, chúng ta trừ 1 tháng rưỡi thì chúng ta sẽ bắt đầu quy trình làm bông. Thí dụ như tháng 8 bà con bán, thấy không? Tháng 8 bà con bán thì tháng 2 hoặc là cuối tháng 1 đầu tháng 2 bà con làm. Cuối tháng 1 đầu tháng 2 bà con làm thì bà con bắt đầu 1 kg lăng cộng với 3 lạng kali sinh phát. Đã lăng là super lăng, lăng Văn Long Thành, lăng Văn Điển gì cũng được. Chúng ta rải quanh tán lá, chúng ta tưới nước đẫm. Tưới nước đẫm xong rồi chúng ta đi vào quy trình siết nước. Thì trong cái giai đoạn mà chúng ta siết nước đó thì chúng ta đợi cái lá ở bên ngoài nó mở. Lúc này đọt nó sẽ bắt đầu là ngừng đi đọt, đợi cái lá bên ngoài nó mở, mà nó mở kiểu như này, nó mở ra. Đây là nó đang đi là mới này, mình ví dụ cái lá đây, đây ví dụ rồi cái lá này nó mở thì bà con cái lá đây đây này đó, nó mở ra như vậy và nó không đi đọt nữa. Chúng ta làm sao làm á, nó mở ra như thế này rồi chúng ta bắt đầu phun già lá, chúng ta phun thần bông. Nhiệm vụ phun thần bông lên để già lá. Ví dụ như chúng ta phun một cử nó chưa già, chúng ta có thể phun thêm cử thứ hai, thì mỗi cử cách nhau 7 ngày. Chúng ta nhìn vào tín hiệu, và khi bắt đầu cái cây của chúng ta mà bắt đầu nó giòn, cái lá chúng ta nó rột, chúng ta bóp vào này. Bóp vào nó giòn hết, nó xào lá mà mọi người bà con kêu xào lá đó. Nó xào lá như thế này, xanh đen như thế này. Chúng ta phun siêu kích bông, chúng ta phun ở trong thân cây, chúng ta phun ở dưới gân lá, chúng ta phun phủ cho nó ướt đều nha bà con nha. Và nhiệm vụ ở bên ngoài chúng ta làm cho già lá, ở bên ngoài chúng ta phun thần bông, già lá ở trong chúng ta phun kích bông, cứ già lá chúng ta ở ngoài, ở trong chúng ta kích, cứ như vậy chúng ta phun đến khi nào nó lòi cái đầu nó ra thì thôi. Đây bà con, chúng ta thì chúng ta phun ít nhất là khoảng 2 đến 3 cử, mà gọi là 2 cử thần bông, khoảng 3 cử kích bông. Thì chúng ta quan sát, thí dụ như trường hợp mà ví dụ như nó mưa nhiều hay là thời tiết ẩm độ cao quá thì chúng ta rút ngắn cái thời gian phun thần bông và phun kích bông. Thông thường thì 7 ngày chúng ta có thể rút ngắn 5 ngày chúng ta phun, để tập trung phun cho nó nhanh, nó già lá nha bà con. Thì nhiệm vụ của chúng ta là phun cho già lá. Xong rồi ở bên ngoài đây, bên ngoài chúng ta phun già lá như thế này, những cái cơi lá như thế này, rồi ở trong chúng ta kích bông thì bắt đầu nó ra. Nó ra bông rồi, đến cái giai đoạn mà khi nó ra bông thì chúng ta phải bắt đầu quản lý sơ đen, và chúng ta phun nhện đỏ, sâu rầy, rệp sáp, chúng ta phun hết tất cả mọi thứ, rửa vườn, rửa bông luôn. Bông lúc đó nó chưa sổ nhị, và đến cái giai đoạn sổ nhị nó bung ra như thế này. Đây bà con tiến sát cho bà con thấy ha, nó bung ra như thế này thì chúng ta sẽ phun Calcibor, siêu Calcibor cộng với siêu giáp cộng với chống sơ đen để chúng ta tập trung bảo vệ cái trái và cung cấp bo và canxi cho trái nó thụ phấn đều. Thụ phấn đều thì sau này chúng ta cái trái mít chúng ta nó tròn đều. Nó giai đoạn này chúng ta vẫn còn phun. Còn giai đoạn này là bây giờ chúng ta bao trái được rồi nha. Và trước khi bao trái chúng ta phun cho nó một cái cử sâu rầy, sâu đục trái, sâu đục đồ. Nhưng mà con đây cái vườn này còn dính tình trạng là sâu đục trái nó hơi nhiều. Đấy bà con, chúng ta lưu ý. Và trong cái giai đoạn chúng ta làm bông làm trái xong rồi nó ra nhiều quá, chúng ta cũng phải tiễn bỏ bớt. Chúng ta tiễn và chúng ta lựa những cái trái nào mà mốt méo, những cái vị trí không phù hợp thì chúng ta bỏ bớt. Chúng ta không có để nó nhiều quá, cây nó nuôi không nổi. Và trong cái giai đoạn mà khi nó bông nó ra như thế này luôn là cửa mà trong cái giai đoạn thụ phấn rồi, chúng ta tưới cái bộ xô nuôi trái mít là được rồi. Đấy bà con. Và chúng ta nói lại một chút xíu về cái sơ đen để cho bà con chúng ta nắm này. Sơ đen ở chỗ đây này. Đó, khi mà bông mít của chúng ta nó ra, nó hình thành như thế này. Thấy rõ không? Thấy sát không? Cho anh coi chút xíu. Đấy. Đấy, khi mà trái mít chúng ta nó ra hình thành như là chưa sổ nhị thì chúng ta quản lý sâu rầy rệp sáp hết rồi. Tại lúc sổ nhị mình phun lên á, sợ nó trúng cái phấn này, trúng cái nõn này, nó sẽ bị tổn hại cái nõn. Khi nó mở cái nõn này ra thì chúng ta phun Calcibor cộng với siêu giáp cộng với chống sơ đen. Chống sơ đen nó có hương tỏi, nó có tỏi, nó có đồng hữu cơ nha bà con, để tiêu diệt cái con vi khuẩn. Ngoài ra siêu giáp có kẽm để nó bảo vệ cái trái của chúng ta, tăng cái hàm lượng và vi lượng cũng như là tăng cái sức đề kháng cho cái trái của chúng ta. Và chúng ta phun Calcibor, mục đích của Calcibor là cứng cáp cái thành tế bào và nó tăng cái sức sống của hạt phấn. Thì chúng ta chỉ phun tập trung vào chỗ nào có trái chúng ta phun thôi, chúng ta không cần phải phun ở bên ngoài cho nó tốn thuốc. Nhưng mà con chúng ta lưu ý. Còn cái vấn đề mà trước khi sổ nhị như thế này là chúng ta phun toàn vườn, vừa rửa vườn hết nha bà con nha. Rồi, một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với bà con, và hy vọng rằng là bà con sẽ làm tốt cái vai trò trong cái giai đoạn là làm bông làm trái, và cần thiết về tư vấn kỹ thuật thì bà con có thể hỗ trợ và kết nối với công ty để công ty hỗ trợ cho bà con. Ở giai đoạn này quản lý sơ đen, nuôi trái và tiễn trái và phòng ngừa sâu đục trái. Bye bye bà con.